nữa, ca mui sẽ làm gì motor? Ca mui đi bà nội. Cái gì nữa vậy? Siêu lanh chanh, siêu nhân xanh. Hello mọi người, mình là Simi đây. Và mình là người dạy chế theo âm ớt. Yeah, let's go. Chơi là thắng, siêu nhân chanh. Xin chào mọi người, mình là tôi, Siro đây. Yeah. Thích ăn cả của siêu nhân xám. Hello mọi người, mình là Sam đây. Và mình là một người cực kỳ muốn trở thành A4U. Quay cái inbox tôi bạn ơi. Oh my god. Thỏ ăn cỏ tát vô cái mỏ, siêu nhân đỏ. Có mùi tanh. Siêu nhân siêu nhân thì đây là A4U, không phải là cái siêu nhân ok. Cảnh vào đây tất cả giải tán, giải tán, giải tán, giải tán. Ơi, này là lần đầu mình chơi luôn nha mọi người. Cái map này và cái thể loại này là lần đầu mình chơi luôn. What's up? Ủa không biết gì hết trơn đó mọi người, đi đâu vậy? What the hell? Rồi bây giờ cho họ chơi nè. Ok, mình xin cam đoan là Sim không phải là người đây. 11310. Mệt mỏi. Yeah, sure, hay lắm. Sao qua đây? À, cảm ơn. Ok, ok. Hey. Ôi mùi, đừng bẻ của em nha mùi. Đừng. Ok. Alo, Sam. Sim đừng có bẻ đầu anh nha Sim. 8, 2, 7. Đừng Mui ơi. Hả? Yeah boy. Tôi biết mà cái con người này. Map này rộng quá trời trời. Oh my god. Oh my god. Oh my god, Sam! Cam ơi! Cam ơi! Cam ơi! Ok đó. Chắc chắn đó là Cam Mui rồi. Hồi nãy em vừa chạy lên thấy Cam Mui nhìn em, Cam Mui chạy ra xong thấy là xác của Sammy nằm ở đấy. Oh my god. Mui à, chị có muốn nói gì nữa không? Chị muốn nói là tôi nói là một lần nữa, một lần nữa tiếp tục đó chị ạ. Tôi không muốn làm imposter. Tôi không muốn làm kẻ giết người. Không muốn làm imposter mà bài giết ba người. Trời ơi. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không muốn làm, nhưng mà tại sao cái cuộc đời lâm đầy lúc nào tôi cũng làm vậy? Trong khi xem kìa, xem muốn làm đi. Bây giờ chị đừng có chạy đi chị. Ừ, giờ cái chấm bất gì ơi. Thì xem muốn làm imposter đúng không? Muốn làm imposter thì được, cũng sẽ được vót. Bye bye chị cán bộ. Ông nữa, ca mui sẽ làm imposter. Ông mới đi bà nội. Nó ca mui sẽ làm imposter. Ủa em nói chơi, em nói chơi thôi mà. Em không muốn làm imposter đâu. No, 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 oh my god. Nói chung là thôi trận này em không thấy hết trơn á. Đúng á, nói chung là thấy xác của Sim thôi. Chỗ em thì chỉ có em thôi, em thấy Sim thôi.
Còn không... Đâu xem chết, đâu xem chết, đâu xem chết, đâu tìm chơi trong phòng giữ điện thôi. Sao hồi nãy mình thấy ca nhảy cống vậy? Ủa? Em không biết chưa nha. Ủa vậy là ca nhảy cống là bởi vì là ca liêm bắt tờ hay ca là... Có Angelina, có Angelina. Hát cô à. Xin lỗi, tôi chính là Angelina. Hồi nãy là mình cho anh bạn á, mình cố tình là đi vô đó mình nhảy phẹt. Cái sau đó mình vừa nhảy xong mình thấy Phong đứng im mà. Mình có thể tưởng tượng là lúc đó Phong sẽ nghĩ ủa. Thật sự thì có hai cái sự kiện này, đó chính là mình đi với Sam và mình thấy Sam làm nhiệm vụ fantastic, nó có lên. Em cực kỳ sợ luôn nha anh, đuổi em đi em Phong. Nha Phong thì là người real, bởi vì lúc mà tắt đèn thì Phong đi ngang qua mình và Phong hầu như là không thấy mình. Phong là người real bởi vì khi mà tắt đèn thì chỉ có mỗi emoter là được tầm nhìn bao quát thôi. Skip vote. Nãy lo tròn quá. Tại sao các bạn lại chết đầu tiên? Và mọi người biết không, tôi và Sam, tôi chân tất nhiên rồi tôi sẽ giữ lại Sam. Không có đi. Không. Hết hồn má. Tưởng tôi đang giữ em chứ. Nói chung là ok, bây giờ là tôi và Sam sẽ là một nha mọi người. Tôi và Sam sẽ là một nha. Ok ok, chị em mình đi cùng nhau. Và bây giờ chúng ta đi giết à há thôi em. Tôi biết là bà mui mà, tôi biết là bà mui mà. Mình không nghĩ là Imposter sẽ giết cái pha đó đâu nhưng mà... Ui, Siêu chết rồi. Oh my god. Tôi gì vậy? Oh my god. Rồi chết đâu rồi, rồi chết đâu rồi, rồi chết đâu vậy? Rồi chết đâu vậy? Sammy và Kamui ai là người ra? Hello. Rồi chết đâu vậy? Không ơi, em sắp biết rồi. À, cho hỏi là Sammy với Kamui, một trong hai người ai là người ra khỏi phòng điện trước? Tôi. Chị đi chung. À, chỉ có thể là Kamui thôi. Wow. Ủa mà chị đi chung mà. Sekiro nằm trong phòng. Ơ nhưng mà chị với Sam đi chung mà. Ờ đúng rồi. Mà lúc đó tôi là nhảy cầu. Nãy nhưng mà chị với Sam đi chung mà. Hồi nãy Sam, hồi nãy mình thấy Sam đi ra từ phòng điện, mình không thấy Kamui, mình chỉ có dự kiện đó thôi. Mui với lại Sam là đi chung với nhau liên tục đúng không? Đúng rồi. Chỉ có thể là Kairon thôi, tại vì là lúc đó Mui cũng có thể là nhảy cầu vô để giết. Không, đi với chung Mui liên tục, Mui không giết được tôi luôn. Ờ, chị với Sam đi chung mà. Thì chị với Sam đi chung cho nên bây giờ à há bị giết ở trong phòng điện. Mà lúc đó chị với lại Sam cùng đi vô phòng điện. Nhưng mà đi ra cả hai người, đi chung với nhau rồi. Vậy thì chỉ có thể là người đó chị cống vô giết thôi. Bây giờ nha. Nói hết đi bà, hay là hoài. Ok, tôi có hai việc kia. Không biết không, Kai thì đi chung với tôi. Nhưng mà tôi không nghi Kai đâu. À không, đi bên cạnh thôi đó, nhưng mà Phong, nhưng mà tôi với Kamui đi chung nè, không thể nào là gì kể Imposter rồi. Bây giờ người tôi nghi nhất là Kairon, Phong cần, có thể Phong cần giết Siro xong Phong cần báo đó, hay là Kairon giết xong nhảy fan đó, hai chị kia đó. Bây giờ hỏi nè, đi chung không qua đi chung vậy chỉ luôn. có thể Simi là cái người được cái sử dụng cái nhảy cong, nhưng mà Kairon giết Simi trước cho nên Simi không nói được. Và Kairon lấy luôn cái khả năng luôn, trong khi đó Kairon có thể nhảy cong được. Đừng dí. Giờ không dí. Tại vì bây giờ á, Cao với lại Sam đều là nhau rồi. Là bạn nó thấy, quá rõ ràng. Ấy như bạn nói là mình hả? Bạn nói bạn thấy không, 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 What? Oh, vậy là Ok. Vậy là chỉ có thể là một trong hai người này. Rồi xong rồi, Phong cận rồi. Phong cận rồi, không, tôi không phải Imposter mọi người, Ok, chắc chắn chị có thể là Phong cận. Chị có thể là Phong người cuối cùng thôi, làm gì còn ai nữa đâu. Đúng rồi. Bây giờ hỏi lại lần nữa, ai là người đi ra khỏi phòng điện sau? Tôi là đi chung. Người, nói chung là đi chung. Mà đi chung đúng không? Chắc đi chung thì tại sao mà à há bị giết trong phòng điện trong khi hai người đi dùng đi vào chung với nhau? Cái, không. Không phải cái này. Chỉ có thể là nhảy ven ba không, nhảy ven đi. Cũng có thể là hai chị em thông đồng với nhau chơi hội game ạ. Alo. Nói chung là xin lỗi Kai, coi như là thua đó, trận này thua đó. Rồi, bỏ mình đi. Bye bye Phong Cần. Bye bye Phong. Lại nghe với người đúng không? Sammy mãi mời! Sammy kia mãi mời! Ủa gì vậy bà già? Mình đã bảo là cái này chỉ có thể là chơi hội chị em thôi, chơi theo kiểu là hội chị em thôi, bao che cho nhau thôi. Mình ngờ đến trường hợp này, tại vì mà biết cái vấn đề cay nhất là gì không?
đó chính là mình bị Camu giết. Sammy thấy Camu giết mình, Sammy không nói. Thôi cái này chỉ muốn quậy quay hội anh em có nghĩ ra được không thôi. Đó là lần duy nhất thôi. Không có ai nghĩ ra nữa, trong khi mà mấy người chơi chuyện cho bắt đầu như vậy ai mà nghĩ ra. Là bật định ra là Kairon hoặc Kamui rồi. Mà Kairon không phải là chắc chắn là mua rồi mà Sam. Tuy nhiên với là không, chắc chắn là thông đồng. Có thông đồng. I love you. Cái gì đó? Yeah. À, lại Grill Man. Vẫn là Groovy. Shiba lại là người à? Thế vậy nữa hả? Nhiều cái chán nó mới nói ra thề. Cái gì đây? Mui đứng. Hả? What's up? Bà nó chơi mèo lắm em. Bà ơi, bà lấy lòng tin của tôi. Tôi không thể nào mà tôi bỏ qua cái case này được. Ok guys. Khó quá. Em phát hiện xác của Sam ở phòng, ở ngay trước phòng camera luôn. Ờ, có trước phòng camera đúng không? Ai là engineer? Ồ, nữa hả? Ok. Nói chung là theo dữ liệu của em thì em chỉ gặp, mới gặp được Sam một xíu, sau đấy là em nói chung là trong mấy trận này em chỉ gặp được Kairon, Sam và anh thôi, còn những con lại bên Phong đang ở cafeteria và Phong đang treo và bởi vì tôi đang vuốt tóc. Camui hồi nãy tôi thấy Camui chui ven qua bên phòng máy bay và cái phòng này có thể có liên kết với bạn cả phòng security và phòng electric, nhưng mà nó có một chức năng là engineer, tức là mình đang vân vân là không biết là Camui có phải là engineer hay không, cũng có thể là Sam là engineer. Em hả? Engineer là kỹ sư, cái người hay chui cống được á. Ủa nhưng mà là kỹ sư mà. Anh không phải kỹ sư, Camui. Anh nghi ngờ Camui, tại mà nãy nói Camui chui cống. Nhưng mà anh không biết là Camui phải là kỹ sư hay không. Nhưng mà Camui chui cống là lên tí đi chị Cam ơi. Ờ lên tí về. Anh cái gì nữa? Sao nghe cái giọng này đó. Cái giọng này nó bớt luôn đi anh em, bớt luôn đi anh em. Sao nghe nó uy tín lắm vậy là. Cái giọng này bớt luôn đi anh em. Chui rồi. Không, tại giọng chị không có uy tín chút nào hết đó chị. Thì còn gì nữa. Đúng đi. Rồi đó. Bà lúc bà chui lên mà không thấy tôi đâu. Chị bà lú cái đầu lên mà. Chứ còn cái gì nữa. Tức là thật ra nếu mà mình diễn là được, nhưng mà thật sự mình kiểu bị trầm cảm ấy. Kiểu mình vừa chui ven xong, mình vừa giết Sam xong, xong chui ven, xong đi lên thấy rô, xong rồi mình đơ luôn đó trời. Bye bye. Rồi mày còn chứ. Hồi nhớ mình cũng muốn làm. Trời ơi! Lại Grill Man! Cái gì đó? Cái gì đó? Cái gì đó? Bỏ game nữa, bây giờ tôi bỏ game nữa mà người ta không chơi nữa được không? Cái gì đó nhờ? Tôi sợ lắm, tôi không biết em vui nữa các bạn ơi. Ôi! Simi vào, Simi vào. Shiba. Simi vào. Rồi sao là nghĩ Simi liền vậy? Không biết sao là em. Ờ khoan. Bởi vì á, anh có hai dự kiện. Đầu tiên là Sam và Camui đi chung với anh để đi sửa cái tên lửa. Phát hiện sắc cai đâu? Nãy chị ra cái khu mới xuất hiện á. Chị tính lên sửa cái ở phía đằng trên đấy, sau chị thấy sắc cai, xong rồi chị chạy lên chị kiểm tra xem là có ai ở phía đằng trên không. Thì lúc đi xuống thì thấy Phong thì vọt. Không em thấy chị đi mới đó chứ. Ủa mà khoan, từ tính ra là ở chỗ làm đâu, gì còn chị đường đi lên đi nữa xem nhưng mà nó làm mà. Gì còn đường đi nữa đi, chị chạy lên làm gì. Có chứ. Còn đường đó là nó nằm ở đâu, cai nằm ở đâu, cai nằm ở trong đó xếp luôn nằm đi đâu vậy? Cái phiên mình vẫn đâu có thấy hết đâu. Từ phải chạy lên nằm ở đâu xem không ơi, cai nằm đâu vậy, phòng nào vậy, cai nằm ở cái chỗ đâu á, mình đang ở đâu ta, em đang ở phòng gọi là gì ta, weapon luôn á, phòng cuối chốt rồi vậy, bên trái trái luôn. Tôi phát hiện Kairon bị giết là bởi vì là tôi xem cái máy nhịp tim thì tôi thấy là Kairon bị giết. Không có dự kiện. Ok, so lúc đầu Rô nghi mình, thật sự mình chỉ muốn nói là mình không phải là mình. Bởi vì hồi nãy là mình vừa sửa xong cái gì ta, một cái dấu vân tay ở bên tay trái. Thì mình vừa chạy xuống cái chỗ tuyết gần ở ngay cái phòng electric. Đấy,
và mình chỉ thấy Camui lướt qua mình thôi, và đó là những gì mình thấy. Em hơi sợ Camui, em hơi sợ Camui. Ở đây là anh đánh tâm lý thử thôi chứ anh chưa anh chưa có dự kiện hết nên anh sẽ skip luôn. Không, xin là nhiệm vụ mà. Em chỉ sợ Camui. Anh tin được không? Người em quá. Tin được không? Trời ơi, tin được không? 99% Hả? Cái trời à. A few minutes later. Tôi biết ngay mà. Có thể Camui hoặc là A Há thôi, hai người này em chưa thấy. Đấy. À, hồi có hai người này thôi. À, em nghĩ không phải Rô. 100% Em cũng phải Rô đâu, bởi vì là hay là không biết nữa. Vì hồi nãy em thấy Rô đứng có một khoảng đứng với Phong liên tục. Đấy, nhưng mà em nghĩ nếu mà trong khoảng vậy. Rồi mình giải luận. Nếu mà nói đứng liên tục thì nãy chị cũng đi đứng với em mà. Mình giải trình ra đây. Nhưng mà bây giờ em nghi ngờ Mui một xíu, vì là em thấy Mui cứ thì là chị nghi ngờ Mui từ đầu cuối em. Còn rồi chị không thấy thôi. Anh á, rồi anh tắt máy đó. Ra mình phản biện được không anh? Anh chắc chắn là Sam. Cái gì vậy? Không phải. Không phải là Sam đây nè. Đây nè, có một cái dự kiện nè. Nè. Anh nói nè. Là cái dự kiện nó quá hợp lý em hiểu không? Ban đầu á anh với Phong đã đứng cùng với nhau ở cái phòng laboratory để gọi là kiểu hai làm một đó. Sau đó rồi thì anh thấy Sim và Camui đi lên. À, trong cái thời gian này bọn anh ở chung với nhau không ai chết cả. Okay. Nobody. Và có một dự kiện nữa. Khi mà anh với Sim đi ra thì chỉ còn lại một mình Phong với lại Camui trong cái phòng laboratory thôi. Thì anh có đi quay trở lại để anh coi là Mui có giết Phong không. Thì thấy cả hai người này bình thường, không bị hết. Và anh cũng có một khoảng thời gian anh ở một mình với Sim ở trong phòng admin. Và từ đến cuối anh hầu như anh không thấy sao. Rồi thì có nghĩa là chỉ là bà Mui. Ok. Một là Mui hai, Mui hai thôi. Không, em không phải là Sam nên, bởi vì Sam cũng có đứng với một khoảng thời gian rất là lâu. Đúng rồi. Có rất nhiều khả năng để giết Sim. Ok. Anh chỉ nghĩ một là Mui, hai là Sam thôi. Có khi anh lại nói về đứng thì nó chỉ có lấy là chị cũng đứng với Phong mà. Chị cán bộ im lặng đi, chị cán bộ, chị đứa xạo. Chị cầm dao chị giết Caron, giết Phong tự mà chị thấy nhục hả chị? Khi mà chị đứng với Phong có ai thấy không? Có ai chứng minh cho chị không? Em không thấy à, hả? Các mũi em chị cay là tại sao anh nghe em? Em là người. Ok. Ok, bây giờ như thế này, bây giờ sẽ vót Mui. Để sẽ vót Mui đi. Em skip nha, em skip nha, mình skip. Trời ơi, cái con người đó nghi ngờ tôi đó bạn. Tôi ghét con Rô đó. Không, anh không nghi ngờ em, anh em muốn kiếm thêm dự kiện, anh không phải nào mà giết một người. Không, em không phải là Sam đâu. Trời ơi. Giết người vô tội rồi, sắp vô rồi. Tức quá. Đời. Trời ơi, ông Rô, tôi ghét Rô. Em khổ quá. Tôi không có làm với Potter, tại vì tôi làm với Potter nó rất là gà. Mọi người biết điều đó mà đúng không? Tại sao mọi người lại làm như vậy với tôi? Tôi có làm bất kỳ một cái điều gì ác độc hoặc là xấu xa hoặc là gì gì đó đâu. Từ đến đi xem nào. Đây rồi. Ok. Tim đang rất là sợ mình. Simi chắc chắn không phải rồi. Chắc chắn có bà Mui, các bạn ơi, chỉ có bà Mui thôi. Chúng ta nên vote mọi người ạ. Yes. Mọi người thấy không? Cái con người màu xanh đang chuẩn bị cầm dao chém em đó em. Em vừa report đó em, không hợp lý đâu em ơi. Gì vậy má? Không, ok. Chạy lên chạy giết ai? Nó không cần phải chứ. Không, em phải đâu thôi. Này, chị đang đi theo em để xem là có một trong hai ai giết ai đó. Đây chị nói đã. Không, không theo dự kiến em cảm giác Mui vẫn rất là giống Impostor. Em nhớ có một khoảng thời gian á, em với Rô là chạy bấm xung quanh đó. Em nghĩ chắc Rô đi theo em để kiếm dự kiện, nhưng em chắc chắn em là người bị lẹ. Anh không đi theo em để xin dự kiện, anh chỉ đi theo em bởi vì anh chắc chắn em là người và anh coi hai người kia ai là người chết. Và thật sự là sau khi mà đi một vòng á, Sam cũng thật sự là anh nghi Mui. Đúng rồi, có một cái dự kiện đó là bà Camui, bà cứ đứng bên chờ một cái phòng để bà chờ bà chém người. Nói chung là như này đi, bây giờ nếu mà Mui chết rồi mà vẫn chưa xong, giết Sam, đó là xong, ok? Trời ơi, sao mọi người tâm... Không, em dùng cái đúng là Mai Chân Chi rồi. Khoan, nhưng mà em không nghi Sam, em không nghi Sam.
Đúng rồi, đó tại là... tôi là người alo. Đúng tôi rồi. Là người mà. Không, em nghĩ là có khi giết ngu sao. Hai bây giờ cứ vắt chị đi xong rồi còn lại là sao? Không em nghĩ em nghĩ chắc là chị thôi. Dạ chị có cần gáy gì không chị? Tự tin dữ vậy. Nào là Tim không? Không. Trời ơi. Nếu mà đem đi quay vòng vòng rồi. Kẻ giết người lộ quá, kẻ giết người ơi. Trời ơi, dao chém phèo phèo gì mà mày đặt. Cái gì mà thẳng lại cái gì hết trời. Nè. Ôi chính là Inbuster. Mọi người đi cùng với nhau à, không có ấy được. Đi cùng thì làm sao mà làm gì được. Những cái này em nên nhớ nè, những cái mà anh nói á, nó chỉ là cái dự kiện thôi. Khi nào mà anh chốt, anh vote một ai đó thì cái đó mới là anh thật sự là anh chốt người đó là imposter. Sao mà mua imposter nhiều vậy? Diễn kém quá. Mọi người đi cùng với nhau á, làm sao mà mình đâu được, người đi cùng hoài luôn. Không đi cùng người này lại đi cùng người kia. I am Angel. Cố cánh. Yes, thiên thần. Tao nhìn tao. Sao Angel này nó lạ quá. Tôi lại phải đi né hình em à. Câu chuyện Siro và 6 imposter. Là imposter đó Sim, với chị đây. Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ là một imposter ăn chay. Tôi sẽ không giết ai hết. Phải có một trận là người chơi thắng đúng không? Tức là sửa điện thắng á. 4 người đang đứng ở đây. Tôi cần một người nữa đứng vào. Để tôi kill. Có vẻ như là không ai đứng cả. Sam nhất quyết không vào nha. Sam nhất quyết không vào. Không ai chết gì ta. Bấm gì vậy? Cắt đây. Nói chung là mình chỉ biết là Camui mình là người đi nãy chưa mua cái đi theo mình. Nãy Cam mới thấy Mui diễn xuyến cho Sam diễn xuyến cho cái coi. Bây giờ là imposter chỉ nằm trong một trong số những người hồi nãy đứng ở đó thôi. Đó là đủ. Bởi vì á, bởi vì hồi nãy là em. Những người đứng ở đó là có Sim, Kai, Sam, Mui và anh. Và Phong với mèo béo hồi nãy. Tại sao anh bấm cái nút này? Anh coi mèo béo có chết không? Nếu một trong hai người béo hoặc Phong chết là hai người đó là imposter. Nhưng mà hiện tại là hai người đó không chết. Và Phong dí anh. Phong dí anh nhưng mà Phong không dí. Thế thì là chỉ có không. Nhưng mà em muốn nói là em với Mui là người vì nãy chứ Mui đi theo em từ đầu tới cuối trận thôi. Em à, em đang nhớ nè, imposter chưa giết người. Đúng rồi, chưa giết người thì sao biết được. Không, nhưng mà vấn đề là cho em thấy Mui. Ai là engineer vậy? Không biết được. Bởi vì Mui có rất là nhiều khoảng khắc để giết được em á, nhưng mà Mui vẫn không giết em á nên không biết được. Em tại vì imposter bây giờ chơi nó bồ rồ rồi, nó có thể thổi lên. Vậy là sao mà engineer nha? Ủa là sao vậy? Không, cây nói để loại trừ Sam ra thôi. Tại vì Sam đứng diễn xiết cho cây coi mà. Sam nhảy cống cho cây coi. Tôi nói với mọi người nha. Trận này tôi không giết người. Cho các người hùa nhau làm gì làm đi. Ấy à. Ván này là hơi nghi ngờ ông Siro. Xin là người nè. Người biết sao không? Là có một số cái là chúng ta có thể xác định được là người hay là ấy ạ, là chúng ta sẽ có một cách nào như thế. Vậy á. Sim quay lại trách tôi mọi người ạ. Sim quay lại trách tôi nha. Có trách nha. Ghê thật sự luôn á. Tại mọi người biết tại sao không? Tại vì Siro bảo là chưa imposter chưa giết người. Nên là Sim quay lại trách tôi đó. Ghê thật sự. Đỉnh. Thôi rồi cơ cao mà. Oh.
hiểu không? Nani? Ai? Sim đang bị đau. Sim đang bị đau. Ok mà em cũng nói là em với Mui là người bị đại chứ Mui đi theo em từ đầu tới cuối trận thôi. Đi ra đây em. Đi đây. No. No. Mình có thể tin được chị gái mình là người. Oh my god. Ok. Ok. Ca môi chui cống được. Mấy rồi cái con người mà màu xanh lè như con chưa như con bỏ chét là chị có thể là kẻ giết người còn bóng bay làm gì chị? Bóng bay công lý hả? Thì tôi có thể giải thích. Nói đi. Tôi có thể giải thích là thật ra cái trận này tôi định không giết ai. Nhưng mà tôi nhìn thấy Kai còn ngứa mắt quá tôi giết. Nói vừa nghe này, ok. Từ đầu trận em đã nghi là có thể là Sam. Đấy bởi vì em nghe tiếng Sam hét sao kiểu ok. Và thế là em với Mui đi từ đầu trận tới cuối trận. Và em thấy Mui nhảy ven. Em kiểu vậy là Sam là Immortal. Em kiểu ok. Em tin Mui bởi vì Mui đi từ đầu tới cuối. Xong em chạy xuống cùng Mui. Em thấy Mui giết cái chứ mà em sốc. Em kiểu hả? Ủa là chị không biết đâu. Chị không biết đâu. Cái khoảnh khắc này em đứng yên năng. Không, chị biết mà, chị biết em thấy chị lên mà Kai đứng đấy. Chị mới giết Kai. Ôi biết sao em gì không xem. Em đã phản bội mọi người khi em không remote. Không, lúc đấy em bị sốc quá chị ơi. Con nhỏ nó bị sốc, thông cảm như con nhỏ đấy. Anh biết sao, bởi vì em làm từ đầu tới cuối trận em thấy Mui đi thêm. Ok, em nghĩ Mui sẽ là thiên thần hộ mệnh của em. Em nghĩ ok, bây giờ chúng ta cùng làm thiên thần hộ mệnh. Xong, lúc đấy em vừa chạy xuống, em thấy Mui giết Kai. Em bị đứng im gần một phút, em kiểu Tôi đề nghị là sau hôm nay không cho bà các Mui cha mong mất nữa nha. Con Mui chết giữa kia nha. Mình sốc quá. Unbelievable, không thể tin được. Như được làm Immortal liên tục. Một đứa người thì chưa được làm Immortal nhưng mà chưa được làm lần nào. Trời à không, chị có cách rồi. Chị em mình đổi máy. Chị lên phòng em lên phòng chị. Đúng không? Mà xong rồi tí nữa Mui lên phòng xong rồi Mui làm Immortal tiếp.